Sở trung tạc tinh lại bom em Pinong, mới Pinong bấn phang chương trình quảng cáo, mười sòng cầm bấn xí bị sòng ban giao xí khắp đài phát thanh truyền hình Sơn La của chương trình mini mới bưng quam khảo sức lằng. Trước Pinong, phải lập tan kẻ khay bưng khủ dạ cha khát khổng, mi xương dệt nuống pan họt tình án so tang, dệt tùn tang, trò nản so tang, nho sùng luông hanh áo khẩu trường hong bưng xiểm tang lèn văn, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tròm ký tánh ngọc công thiền số sao chết bị sòng ban giao xí, ma vỉa dệt leo. Tài ngọc bưng lô bùn ma tăng kỹ thuật hơn mương, ma tăng xẻ lèn văn, cánh báo cáo lăng đi viện ngắm bùn, luông bùn dòng ngân cốc, nho cấp bưng xiểm tăng lèn văn, đẩy dòng ngân cốc tàng tánh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Tài Triền đẩy tài ngọc bưng lông bùn kỹ thuật hơn mương, ma tăng tăng xẻ lèn văn, cuồng nằn, bồng chờ làm le nhàn bào chấp năm tỷ bưng lông bùn, quần ba khom Thủ tướng Chính phủ đối các việc tánh bùn kỹ thuật hơn mương, ma tăng tăng bốc xương, ngắm bùn kinh nghiệm nàng tách phén đìn, cánh chọc sồm các bưng về dệt nàng Việt Nam, tắt bùn ma tăng số ngọn tăng, nả tăng, giải phần cách, ngọn tăng rằng xè báo ngầu, chạm rằng xè, lung bùn ma vỉa sòn xếp tổ chức bưng bón mi tăng pí nhằn vào chập sồm các vỉa bảy ma khóa học lang tì luông quảng nả tăng tổ chức quản lý cánh áo khao sù bưng xẻm tăng xẻ lèn văn nhằn vào lang tì tiền ngàn chập sồm các yêu cầu lung bùn mà pe dơ dần tánh đá bản mương nàng địa phương tòi từng phòng cạt kiên các bưng phòng bánh khải luông anh dòng ngân cốc khòng bưng xẻm tăng xẻ lèn văn tàn bằng vầy mà pe dơ dần tánh đá bản mương nàng địa phương dệt leo cón mư hà cam bươn dí bị sóng bắt xa xí. Chủ tịch Ủy ban Giám mông bưng tỉnh, thành phố đẩy khẳng khang tại ngọc bưng lông bùn, dòm ngân cốc, nho cấp bưng xềm tăng xẻ lèn văn, đẩy dòm ngân cốc chiên khẩn, Bộ Giao thông Tài Triền, tòi luôn uẩn pa khom Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Giao thông Tài Triền khẳng khang báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lang tì ngắm bùn dòm ngân cốc cồng, nho cấp bưng xềm tăng xẻ lèn văn, đẩy dòm ngân cốc tàng tánh, chọc sồm có lông bùn kỹ thuật, lang áo Tài Triền, cuồng nằn, mi lông bùn khà khò đối cấp tăng xẻ lèn văn mi sòng ngọn tăng, bưng xềm tăng, hê mi ngọn tăng rằng xẻ báo ngầu, hê mi chằm rằng xẻ. Tên cầm mưa cầm lương bân sĩ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, cậu uẩn pa bằng họp ra bàn cài phong máy, nhằn danh lăng đi nà vịa quần quý nưng, trên báo nà vịa cho dệt quần quý sòng pì sòng ban gia sĩ, ngành tổ chức tăng tánh đảng. Trôm họp nàng 50 tính tỉnh Sơn La, mi đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Mú đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, bỏm các phủ uẩn pa san sở ban ngành không tỉnh. Quý nâng pì sòng ban bài sao xí, các ngành tổ chức tàng tánh tàng có chiến báo vẹt ban pưng tắt bùn uẩn chỉ không trung ương, cấp ủy chu cấp, man nà vịa, tổ chức tàng tánh tàng. Lập tan trở chuồng man nà vịa lựa chùm hút cán bộ lân cánh báo ngầu cuồng hẳn mi chùm hút cán bộ cấp xuồng khong tàng hơn mương chuồng hong bưng phiền họp Ban chấp hành Trung ương khoa xíp sàm tang sòng chóng hanh trở chuồng chiên báo vịa dệt khong tiểu bàn điều lê tàng tiểu bàn nhận xử đại hội xíp xí khong tàng cánh bàn uẩn pa quỳ hoạch cán bộ lò phụ uẩn pa tàng cánh hơn mương uẩn chỉ làm le tít tần tọp hôm lang tỷ kiểm điểm nhản xanh xếp tàng lang tỷ pì sòng ban bài sao sàm đối cấp tổ chức đảng đảng viên tập thể cán bộ phụ uẩn pa quản lý chu cấp nhàn bao mản cạp trường piêng sự mình khải o lang tỷ lễ nhôm sòng xài báo chí tánh cám hương ma tàng tánh tàng tưa thứ pét pì sòng ban bài sao sàm cái năn xếp tàm bánh khải luông hanh khổng bưng cơ quan báo chí cán bộ đảng viên cánh dần hương chôm hạp hôm quam tàng tánh chuông chính trị hàn hanh hôm phân tủm buôn luông tin trưa khòng dần mương sở tàng hơn mương cánh chế độ. Phát biểu nàng bang họp, đồng chí Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Trung ương đề nghị Ban tổ chức bưng thanh ủy tỉnh ủy tọp hôm chớp năm đề án nà vịa đẩy Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị Ban bí thư bưng tiểu ban chuông hong đại hội xíp xí khòng tàng cánh cấp ủy chu cấp rào nhàn bào lang tì cuồng nằn tọp hôm chờ chuông xí nà vịa chuông hong bang họp Trung ương cầu khóa xíp sàm chợ chuồng làm le quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khoa xíp xí tòi luông bùn chợ chuồng tại ngõ chỉ thị máy khổng bộ chính trị ma đại hội đảng bộ chủ cấp hụt họt đại hội xíp xí khổng đảng tọp hôm dệt xăm leo xong để cường báo cáo tổng kết xíp hà pì chấp năm điều lệ đảng cánh báo cáo tổng kết nà việt tàng tánh đảng hà pì xếp tạm chấp năm lang tỷ bưng nghị quyết quam khót nàng khổng Ban chấp hành Trung ương khoa xíp sàm man nà việt tổ chức tàng tánh đảng dệt tỷ nà việt tổ chức chuông máy biên chế cánh trường dệt vịa chớp năm tỷ nà vịa bảy trừ chính trị ca ngòng tàng tánh ngành tổ chức đảng về sở hàn hanh. Tên cầm mờ cầm được bần xí, đồng chí Lo Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng ban Uẩn Pa Sảng Pành, cánh bánh khành ngườn lang tì khẩn mai, giảm bắt tang con hoi, cậu Uẩn Pa bằng họp nhằn danh lang tì, chấp năm nà vịa cuồng quý hưng, cánh trên báo nà vịa cốc kén cuồng quý sòng pì sòng pan giao xí, khẳng ban Uẩn Pa, chôm họp với đồng chí Trá A Của, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục tỉnh, đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Giám mục tỉnh, cánh thành viên ban Uẩn Pa. Quần quý nừng vì sòng pan so xí, bản Uẩn Pa của tùm pua trên báo mai ý nghĩa không tì khen mài, sàm bắt tang con hoi, tròi dừa mũ công tác Ủy ban dân mông huyện Mai Sơn, ngắm bùn, bánh khay, đẩy xíp xí tăng trường, cánh tròi dừa thoát kẻ dạ cha khát khổng, đôi cắp nà vịa vui bằng thú cân thìn, gian thứ sòng, tạ mai, sáo hù, trường khổng, khổng xí xí bốc chua hơn, nàng bản con hoi, quần quý nừng, có tòn, sòng pan sòng hoi, xíp xí khẽ mắc quả in, tẩy hường, nàng tì khen mài. Quang San Pena, bản Uẩn Pa chiếc xếp tám trên báo bước nào vịa, bộ bốn giường chết xếp bì, bảng xuân pè, mương thành phủ, tảng tánh dự thảo lông bùn, tính tà phảnh hơn, cánh tảng tánh cổng trình gian pì sòng pan cho xí họt pì sòng pan cho hà, chấp năm văn phường, vịa tảng tánh dự án. Phát biểu nàng phàng họp, đồng chí Lo Minh Hùng yêu cầu bưng sở bàn hành thành viên bản Uẩn Pa, xếp tám bưng sở nà vịa đài rào, chấp năm thì nà vịa trên báo, mai ý nghĩa khổng tì khen mai, sàm bắt tang con hoi, cạt kiên thoát kẻ dạ cha khát khổng, cuồng giàn trên báo chấp năm dự án, sòn hôm diệt leo trẻ lai bưng hòn khổng công trình, làng trơ cấp mi quyên bấn danh phê duyệt, chấp năm đi vịa quản lý, bánh khay lang đi công trình. Tần Châu mờ cầm đồng bần xí, nàng sáng họp chiến huyện Mương La, ban tuyên giáo Tỉnh ủy, cạt kiên các huyện ủy Mương La, có khai ốc bằng họp giao ban nà vịa báo chí bờn sàm pì sòng pan cho xí, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy Uẩn Pa bằng họp, chôm họp mỹ phủ Uẩn Pa san sở ban ngành khổng tỉnh Uẩn Pa huyện Mương La, tăng nà phương cơ quan báo chí khổng tỉnh cánh trung ương diệt vịa nằm quang tỉnh. Cuồng bần sàm bưng cơ quan báo chí địa phương cánh trung ương dây viên hàng quang tỉnh có chấp năm đi tới lung bùn trên báo lung bùn không mương mà nả vịa báo chí hôm số bai tèm ma sơn là lò cài bắt nưng hóc hoi quam kháo cánh bai tô bưng cơ quan báo chí khổng tỉnh cào khẩn bắt nưng hà hoi quam kháo ba tô phát chéo họt sàm hoi hấp xíp chương trình phát thanh truyền hình lang tì nàng quam áo khẩn có nhằn bào vào ma bưng nả vịa miếu cuồng bùng kín đế số trên báo lập tan ma bưng chu vịa chính trị vịa dân dân văn hóa xã hội quốc phòng tây ngàn bốn sườn bưng mừ lễ nhớ cuồng bườn bưng về dệt khòng phùn ba đảng hơn mương phùn ba tỉnh vịa tảng tánh biển tập tánh bùn bưng bay báo coi nhằn bào tới lúc bùn trên báo nhằn bào tây ngàn ma tăng lông ngắm chợ bùn mi lài quam kháo ba tô lang đi sùng lung bùn trên báo cuồng bần xí, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị bưng cơ quan báo chí sắp làm tủm pua trên báo móc bưng lung bùn cốc kén xương trên báo móc bưng lang đi cửa đầy chấp năm nghị quyết khổng đảng chu cấp trên báo chấp năm bón rẻ xanh chỉ bộ sĩ đi đảng bộ cơ sở sĩ đi cánh chấp năm lung bùn bườn trăng nếu chưa bị sóng pan sao xí cuồng đảng bộ tỉnh Sơn La vịa chấp năm mà bè dư dườn tánh đà bản mương quốc phòng tây ngàn nàng chu cấp chuồng hành địa phương trên báo bốn sườn xí xíp cầu pì mừ giải phóng miền nam thông long hơn mương bốn sườn chết xíp pì mừ son bè mương thành phủ chết cầm bươn hà pì bắt nương cầu hỏi hà xíp xí chết cầm bươn hà pì sóng pan sao xí hốc xíp hà pì mừ pú hô cánh mố công tác không trung ương ma giảm tiền tô các bò mè chu cho con tây bắc nàng Sơn La chết cầm bươn hà pì bắt nương cầu hỏi hà xíp cầu chết cầm bươn hà pì sóng pan sao xí trên báo nếu chưa cán bộ phóng viên nha báo cánh dần hương tổm pua trong hạp giải báo chí tặng tánh đằng từ thứ cầu vì sóng pan sao xí chu thì tèm chính luận mà phải trừ luôn ngắm chào bùn không đằng cầm tó các bưng vì dệt báo đi không mốt văn thu từ thứ xí vì sóng pan sao xí cánh bưng giải báo chỉ ướn đầy tỉnh trung ương bốc chân cánh bưng chu việc quan trọng ướn không tình có năn bàn tuyên giáo Tỉnh ủy có nhóm dòng trường cánh công trình điền tẩy hung phòng bản na hở bàn khua vai xã Ngọc Chiến huyện Mương La công trình đầy dệt leo cánh ao khó sủ chiêm phân cho dân mương bảy ma ngày đi xưa hôm phân nhản vào tây ngàn so tăng tây ngàn nàng cuồng phong. Mờ cầm đồng bần xí, ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có khai bằng họp chu thì cài phong máy, sáo hù nghị quyết đại hội xíp hà, công đoàn tỉnh Sơn La, cánh nghị quyết đại hội xíp sam, công đoàn Việt Nam, giàn pì sòng pan sa sam, họt pì sòng pan sa pết. Chu thì đại khai óc cuồng sàm tuần, tém mờ cầm đồng bần xí, họt mờ sao ít cầm bần xí, pì sòng pan phải sao xí, côn chôm hạp lò toàn viên, công nhân viên chức, lao động, đảng diệt viên, nàng bưng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mi tổ chức công đoàn, sữa, chu cấp công đoàn tỉnh Sơn La. Chu thì lò chu sinh hoạt chính trị Quảng Tua không toàn viên, công nhân viên chức côn diệt vía cuồng cá tình vậy tà đẩy luông thòng lông ma lăng ngắm cánh vía dệt tà đẩy luông thòng lông quyết trở chớp năm lang tỷ nghị quyết đại hội công đoàn chu cấp giàn pi sòng pát sáu sàm họt sòng pát sáu pét cái năn vậy chiên báo họt toàn viên công nhân viên chức côn diệt vía bưng luông bùn nhớ không tổ chức công đoàn Việt Nam Bục chuân vía sủ công nghệ cánh nó sùng luông hù trang chiên báo hào toàn viên từng sàn chớp năm nhà chiến số. Trước biển Hồng, Trung hạp đề án Putin hưng com hay cùng giàn pi sòng pát dết họt pi sòng pát giao hà, không Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tỉnh Sơn La, cặt kiên các ban quản lý chương trình cho dừa búp bá, cánh chàng trai không Trung ương Hội nông dân Việt Nam, huyện Mộc Châu, hính khai ốc lấy búc chân, bú com hay Trung hạp chiến dịch trên báo mát búp bá, gión quân phòng khửn càng hào, nàng bản tà số xã Trinh Hắc huyện Mộc Châu. Nàng lễ búc chân, bản tổ chức, đại biểu bom cấp lướm lại dần mương xã Trinh Hắc cỏ bú ban cỏ lê khèo liệp tang khảo mưa bón quả in làng hàng táu bản quả in bản khuống tà số xã Trường Hắc huyện cuồng pưng pì cải ma hồi nông dân tỉnh Sơn La có tánh óp pưng luông bùn ma tang mà pe pá bú cỏ kiền má cạt kiên cắp chuồng hong quả in tròi dần mương nho sùng hiệp thù huyện Mộc Châu tạt óp luông bùn chóng hanh hoạt pì sòng văn bài sáu hà Phú khỏi đù quản lý cánh bảy trừ chết hỏi bảy xíp băn có mai khèo vậy bảy trừ vón kiến rú cánh cầm tó cắp luông biến thái không pha tin bà con ở trong hợp tác xã thì rất là vui vẻ chôm hạp lễ Phúc Chuân Phú May vương thành viên của hợp tác xã xung khỏi có rút tìm muôn mâng chớ đầy tròi chưa có lê khèo cánh y lò tàng cò mi bó chăn cánh má khai đẩy ca việc Phú May lâng tẩy cán bộ dần mương chủ trưởng côn huyện Mộc Châu chóng hanh chôm hạp cánh cượt bền vía dệt lân mi ý nghĩa khắc khò hôm phân bảy trừ bón kiến rú tang sòng táo luông tràn ngam nặng pưng xiểm tang vậy huyện Mộc Châu nhường mử nhường khèo nhong pẹ sở khàn chăn cánh nhiễu chưa tẩy lướm lại khét táng phường ma bấn le ve giảm mừ sam xíp cảm ơn sam nàng xã Trinh Sơn huyện Mộc Châu huyện Hoàn Mộc Châu cặt kiên cấp đoàn thanh niên bộ ngoại giao đoàn thanh niên văn phòng chủ tịch mương đoàn thanh niên đài truyền hình Việt Nam cánh đôn đèn mương Trinh Sơn huyện Mộc Châu cò khải chu trên báo chôm hạp vườn thanh niên cánh vườn sam đèn mương pì sòng păn gia xí hử thọt bốn sườn chết xíp pì bằng xuân pè mương thành phủ bốn sườn hốc xíp hạp pì mừ pú hô cánh hú công tác không trung ương ma sam cánh tiền tô các bò mẹ pin hồng chủ trợ côn nàng tây bắc nàng Mộc Châu pet cả bản hà pì păn nừng cầu hỏi hà xíp cầu pet cả bản hà pì sòng păn gia xí chôm hạp mi đồng chí phó Hoàng Ân vụ phó vụ đèn mương bộ ngày sau cánh cài sam hỏi đoàn viên thanh niên không phương cơ quan đơn vị nàng chu chiến báo vụ phó vụ đèn hương bộ ngoại giao có giới thiệu ma tát bùn luật đèn hương nằm đình bản hương tiền ngàn quốc phòng hơn mương cuồng bằng xíp máu vỉa chấp năm hà phong chủ chừa dần mương chôm hạp bảy trừ nằm đình bản hương tiền ngàn đèn hương hơn mương cuồng bằng xíp máu bưng luông bùn luồng pan họt chảo quyên nằm đình đòn bể Việt Nam luông tang cổng đảng hơn mương cuồng vỉa bảy trừ nằm đình bản hương cuồng bằng xíp máu cánh bưng luông bùn không luật biên phong Việt Nam nàng chu chiến báo huyện đoàn Mộc Châu có biết bánh nàng quam ma vỉa quan vai van khổng cử trì sở đề án tằng tánh thị xã Mộc Châu quần hành sòn hôm xã vịa tằng tánh bán ó hộp hôm bưng đơn vị hành chính luông bùn biến trừ vụ trừ bưng xã phương khổng thị xã Mộc Châu bộp giàn hì đoàn thanh niên bộ ngoại giao văn phòng chủ tịch mương đoàn thanh niên đài truyền hình Việt Nam có tròi dừa dệt hơn bày nọ hải ship sòng chu hơn cạt ship sòng bàn đồ Việt Nam hải bưng bàn nặng xá Trương Sơn cánh nhôm sòng cài hòi nừng bày sao bộ trường chuồng hong ép hiên mầm non cánh tiểu học điểm trương phà luồng xá Trương Sơn mưa cầm đồng mân xí ủy ban dân mương thị trấn Sông Má huyện Sông Má có khai lễ Phúc Chuân bói bà trưa chôm hạp mưa ngườn lang ngành liêng tô rú cổng năm Việt Nam cầm đồng mân xí bị bắt nừng cầu hỏi hà xíp cầu cầm đồng mân xí bị sòng păn sao xí y lò việc dệt này khéo hàng pì mỹ nghĩa vầy tướm tên bà chừa hôm phân mà bè bà cùng nàng pưng nòng lưng nằm nàng của huyền cài nằn nho súng lưng thằng hồ khẩm dần mương ma vỉa bảy trừ mà bè bà cùng chấp năm đi bưng lông bùn không mương ma vỉa quản lý nhàn bào mà bè bà cùng tiếng ăn nàng bàng lễ mũ đại biểu có bói hoi nương hốc xíp cần bà chừa lông mè nằm hà ngon nàng tổ dân phố sàm thị trấn Sông Má hôm mi bà nay bà trôi bà Sophie y lò bưng tàng và tảnh ngay mà bé lắc đi chớ bói lông mè năm. Trước biển Hồng, mử cầm đồng mân xí, công an tỉnh Sơn La có khai pang chú tập tư, hủ chẳng đắp phay cánh cứu cho tròn hàn, tòi kỳ khổng trùm mũ cảnh sát, cằm phong phai mày, cánh cứu cho tròn hàn, hốc buồn hộp bì sòng pan cha xí, chôm hạp, khải pàng, mi phủ ẩn pa ban giám đốc công an tỉnh, cánh phủ ẩn pa san phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Chôm hạp lớp tập tư mi hỏi nừng hốc xếp đồng chí, đẩy bàn bên sòng lớp, quảng gian, sao mử, múa học viện chia đẩy trên báo ma bưng chỉa lai tắt bùn không mương, chỉa lai uẩn pa uẩn chỉ, man nả vịa, đắp mọt phay, cánh cứu cho tròn hàn. Ép hủ ma kỹ thuật từng côn, chiến thuật, kỹ thuật, đồi đáp phay, cánh đồi cứu trò tròn hàn, luông bùn đáp phay, cánh luông bùn cứu trò tròn hàn, quản lý, bảy trừ, sảng bành, bưng tàng trường đáp phay, cánh cứu trò tròn hàn, tang sòng, tập tư kỹ thuật, chiến thuật, đồi đáp phay, cánh cứu trò tròn hàn, tập tư bạc hanh. Cải việc khai ót chu tập tư phải tủm pua nho sùng luông hủ siêng, luông hủ tràng đáp phay, cánh cứu trò tròn hàn, tập tư bạc hanh, nho sùng trách nhiệm, hài chủ mũ cảnh sát cầm phong phai mày, cánh cứu trò tròn hàn, cứ tóp tẩy lang áo nả vịa. Tó xôn, khàn khang kẻ khày và xương, mi ó phai mày tẩy lơn, hôm phân tàng tánh trùng hũ cảnh sát cầm phong phai mày, cánh cứu trò tròn hàn cả, chính quỳ, tình nhuệ, hiện tại, vừa dần mương chuồng hong. Tường trâu, mư cầm nương bấn xí, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Châu, có họp đốc nguồn, to đốc kinh hiểm, nà viện tuyển quân pì sòng pan xa xí. Pì sòng pan xa xí, nà viện tuyển lựa, khách công dân bè bờ đôi không huyện Yên Châu, có đại huyện ủy, hội đồng dân hương, ủy ban dân hương, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện uẩn pa cạt kênh, nhằn bao sườm hình, chớp năm đi bưng hòn, té viện sơ tuyển, khám tuyển cấp huyện, báo nàng quam, họt, bò nà đồng phiền, lườn xưa, xào hù, mắc hươn rào, lăng phá trà mon không công dân, vài nhằn bao viện xét danh, men tắt bùn không luật nghĩa vụ quân sự. Vừa sắc hẳn, pì sòng pan xa xí, huyện Yên Châu có dệt leo, trù lốc bùn, rào quần, cấp hỏi nâng xàm xếp xàm thanh niên, giao hạ bước đơn vị, quang năn, giao hạ bước đơn vị quân thôi cào xếp hạ côn, giao hạ bước đơn vị công hàn, lò xàm xếp chết côn. Nặng vàng họp, mũ đại biểu có sổ xàm, tinh khẩn san lông bùn, chấp năm đi là viện tuyển quân cuồng pì trí họt, quang năn, sòn hôm sáu viện tùm pua trên báo, nho sùng hồi cho trách nhiệm không dân hương, cánh thành hiền cuồng viện chấp năm luật nghĩa vụ quân sự, xào hù ma số côn, lang đi công dân cuồng bùn tuổi bè bờ đôi. Bộp rắn hì, hốc tập thể, cánh Sipet Côn có đại chủ tịch ủy ban dân mức huyền, nhôm sòng trẻ khen, vừa mi lang đi bồn giòn, quần là viện tuyển lựa, cánh khách công dân bè bờ đôi quần pì sòng pan xa xí. Trước pì nòng, ban chỉ huy quân sự huyện Phú Yên, trong khay pang óc quần tập tư dần quân tử về pì cốc khỏe, chu cốc khỏe pì sòng pan xa xí, hở chết chip sòng chiến sĩ dần quân pì cốc khỏe, cùng xí xá, hôm mi, xá mương thải, mương bàng, mương gió cánh quang huy. Chu tập tư đài khéo quần xếp hạ mư tới luôn tập hôm chết xếp sòng chiến sĩ dần quần pì cốc khỏe đầy tập tư tòi sàm lung bùn chính hôm mi ép hiên ma lung ngắm chờ bùn chính trị bưng lung bùn cốc kén khòng luật dần quần từ về pì sòng pan xếp cầu cánh bưng tàng chỉa lai chỉ bó chập năm lung bùn mớ ma tăng quốc phòng Việt Nam cuồng bằng xếp mớ dần quần từ về dệt nà viện hiếu chưa dần mương trong hạp tàng tánh cơ sở hàn hanh chu dương san nà vía ma tăng dân tộc tôn giáo nà vía quốc phòng quân sự địa phương ma tăng tập tư quân sự, uẩn pa tập tư hở từng côn, mi ống cánh bóng mi ống, kỹ thuật bén ống tiểu liên AK bay nâng bê, kỹ thuật xìm xóp mìm, kỹ thuật xuân rằm mà ống, kỹ thuật từng côn cạt kiên tổ cuồng viện tập giấc, ma tăng hậu cần kỹ thuật chấp năm kỹ thuật cứu tròi, kỹ thuật tháo lắp ống. Cài chu tập tư, vài tròi chủ hũ dần quần pì cốc khỏe, đầy sáo hù mắc bưng lông bùn, nà vía cốc kén ma tăng quốc phòng quân sự địa phương, nà vía dân quân tự vệ, té năn, hôm phân nho sùng luông thổng hù, chào chuồng tập tư, khăn khang tó xôn, nhằn vào yêu cao nà vía quốc phòng quân sự, nặng cơ sở, cuồng bằng xít mà ứ. Nửa nì bòm mẹ pì nong trong bớ phăng leo chương trình quảng kháo khổng đài phát thanh truyền hình Sơn La, xó đài dọn ơn bòm mẹ pì nong, bòm bùng trà toàn bướng phăng, chôm tạc hạc cháp pì nong.